vị ơi, Khánh đang có mặt ở đây là gia đình nhà anh Khinh quý vị này. À, gia đình mà chị mất khi anh mà mới có 3 tuần tuổi thôi, khi con anh mới có 3 tuần tuổi quý vị. Hôm nay Khánh lại đến xem tình hình. Anh Khinh ơi. Tôi quảng nhau nó quậy ăn. À vâng. Vậy à. Đêm nó có hay khóc không anh? À. Quý vị ạ, à, hôm nay Khánh vẫn chưa xài được cái mic cho nên là Khánh thâu tiếng có thể nó không rõ lắm. Cửa lung lay hết rồi. Biết ai đâu ạ? Biết. À, à, bàn thờ chị vẫn để đây. À, anh ơi, về cháu kỳ này nó có khỏe không anh dọc? Chúng bé đang bên nhỉ. Và đang gửi bà gì đó không ạ? Đang ngủ. Và đang ngủ. À vậy à. Chờ có gì quay cháu một tí anh ạ. Và làm máy khoan này ạ? Đang làm máy khoan. À vậy à. Bây giờ không đi nè, bố con đâu có ăn. Vâng. Và thôi đi nè. Mọi việc có người về hỗ trợ cho tiền sữa. À vậy à. Lâu lâu người ta cho được tiền sữa để à. Như vậy là người ta gọi là nhân nói là người ta hỗ trợ tiền sữa là hàng tháng người ta cho hay là lâu người ta cũng cho bù vậy? Lâu lâu người ta cho. À. Khánh mới đây Khánh mới có nhận được cái số điện thoại của ai ấy, họ xin số nhà để họ mang quà đến, anh có nhận được cái gì chưa? Hôm bữa có cái bác đấy, bác đưa đến cho một bao gạo. À. Bao gạo. Vậy ạ. À? À, với lại nước mắm bột ngọt. À vậy à. Vâng, tại thấy bác xin số điện thoại ấy. Vâng, mà không biết là ai nhưng mà người ta xin là gọi về nhà ở chỗ nào cái không chỉ ở đây đây. À vâng. Đây, kiếm chỗ ngồi đi nhỉ. Anh ấy vậy là chị mất là bao lâu rồi anh dọc? À, chị đã được như là hơn 100 ngày. Hơn 100 ngày rồi hả? À. Về phần mộ thì anh lo xong chưa anh? Phần mộ thì giờ đang là nợ. À đang nợ à? Là tức là làm mộ cho chị chưa hay là đang làm nợ? Làm xong rồi. Làm xong rồi nhưng mà đang là hôm bữa thiếu ít rồi tí mượn người ta. À vậy á. À vậy là con đang nợ à? Chưa trả hết phải không anh? Chưa trả hết. À vâng. À, cái mộ thì hôm bữa thì bên mộ người ta làm đã bớt ra rồi không? Vâng. Mộ cho mình là hồi đầu ấy thì là làm cái mộ có 10 mấy triệu thôi. Vâng. Trong cái anh là mổ đánh bảo chứ thôi bây giờ như hoàn cảnh của anh ấy, bây giờ em đừng có làm cái kia, giờ em làm cái này phải chắc chắn cho anh mà em lại đỡ cho anh được. À. Nghĩa là làm người đẻ người đấy luôn đấy. Sau cái là chứ là làm cái đấy thì bảo chứ là đấy, giảm cho 5 lên cho 20 triệu. À. Là trả cho người ta là 3 vâng. Ngày giờ từ bữa giờ nghi ngợi như rành rồi và bây giờ chưa có tiền sữa cho con mà lại đi làm một người vợ như vậy á. À. Thì nghi ngợi. Vâng. Và chứ nhiều người ta không biết, có người ủng hộ ta cho như vậy thì ta không biết đấy, ta nói và mới không có tiền thì em bé ăn mà lại đi làm cái mộ vừa như vậy. À. Và như vậy là như tại vì hôm nay hắn không có cái thâu tiếng, cái máy kia nó đang hư. Như vậy là anh làm cái mộ là tại mình chính đi làm mộ thường thường nhưng mà cái ông làm mộ ông lại bảo là thôi làm đi ông ủng hộ cho 20 triệu đấy gì. Vâng. Đâm ra bây giờ ông còn tới 30 mấy triệu. Vâng. Mà anh cũng đang nghĩ ngợi là sợ người ta bảo là tiền sữa chưa có mà làm cái mộ rồi giờ nợ tới 30 mấy triệu có bằng anh chẳng. Vâng, đang nghĩ ngợi mà. Nợ 20 mấy triệu. À mới giải được có 10 triệu thôi à. À đấy. Nhưng mà nợ thì chắc cái ông chủ ông thông cảm cho mình nhờ, có điều mình vâng. Lo là tới khi nào mình trả thôi anh nhỉ. Vâng vâng. Đấy, 20 triệu cũng lâu không biết đâu. Đấy, thì đúng ra là làm cái mộ thì tính làm thường hơn nhưng mà tại người ta nói tao ủng hộ một phần cái gì ạ. Với lại tục lệ thì nó đúng ra người Việt mình thì người gia tiệm mình thì cũng có muốn mồ yên mả đẹp ấy. Nó khổ vậy, làm cái mộ mà không đẹp mấy hay không bền
thời gian nó bong chóc nó hư hồi, thì hồi đầu ấy định là làm cái mộ cũng mười mấy 20 triệu thôi, và có nghĩa là một ghép, và qua hắn bảo chứ là thôi bây giờ nếu bây giờ làm mười mấy 20 triệu thì cũng không làm được, và nó phải là 20 mấy triệu và thì được, nhưng mà thời gian cái đá nó sẽ rớt. Ừ. Cái phần cái xì nó xì ra bẩn một lắm. Vâng. Anh ra gọi anh bảo chứ thôi bây giờ mà làm thì bây giờ anh cố lên đi làm luôn đi cho chị, rồi em hỗ trợ thêm cho anh nữa. Vâng. Rồi anh cứ làm đi rồi cái gì em hỗ trợ thêm cho. Vâng. Thế là từ thứ bao nhiêu thì tính sau. Vâng. Mà từ hôm bữa nay đúng là sau khi chị mất lo cho chị đám xong thì tiền bạc cũng như là lo cho con thôi, cũng gọi là đâu có dư được. Vâng. Cũng rồi tôi cũng no lấy cho no đủ các việc, no nhất cả đầu. Vậy. No này thì đi mời đọc kinh, rồi một mình đi mời đọc kinh này kia nọ rồi đủ các kiểu. À. Đầu. Vâng. À như vậy là đúng rồi, tại mới trong ngày chị không ạ? À? Qua rồi không ạ? Qua. Vâng. Mới được cũng mới khoảng hôm thứ sáu. À. Vâng. Vậy đấy. À vậy đấy. Hôm nay là ở Việt Nam mình là lễ Các Thánh đấy quý vị ạ. Lễ Các Thánh tức là đối với người Công giáo là lễ cầu nguyện cho những người đã khuất, cho các linh hồn mồ côi cũng có, không có thân nhân cũng có, rồi cầu cho những người đã khuất. Hôm nay là lễ Các Thánh, nhà thờ là lễ nhà thờ là chính, còn ngày mai là lễ ngoài nghĩa trang là lễ cho các linh hồn đó. Vâng. Cái bàn này. Có người thấy vô bé không có chỗ ngồi rồi. Ừ. Bảo chứ nhà có cái bàn để không. À. Bác đưa cho. À cái này họ cũng cho ra. Cho. À vâng. Đấy. Cho cái bàn để cho bé thứ hai học. Vâng. Đấy anh chị cưới nhau cũng có tính là cũng phải 20 năm rồi anh nhỉ. Hai đúng 20 năm rồi. Vâng. Hôm rồi 20 tháng 11 rồi đúng 20 năm. Vâng. À. Không quên 20 tháng 10 chứ. À 20 năm rồi mà nhà chị được có vầy thôi. Vâng. Ngày xưa chị còn sống đi nữa thì cũng chị cũng ốm đau cũng không làm được việc lắm đúng không anh nhỉ? Cũng không làm gì được. Vâng. Cứ ở nhà rồi nấu cơm nấu nước cho chồng con. À. Vâng, đấy cho nên anh có tổng cộng là 3 cháu mà con trai hết anh nhỉ? Con trai. Vâng, đấy cái gì ạ? Nhà chỉ được có vầy. Nhưng mà nhà chị mất nữa để nuôi đứa bé. Vâng. Ừ. Anh Đáng đang gửi bà cô vòng anh nhỉ? Bà gì? À bà Thím. Vâng. Vâng, anh Đáng bê cho khán giả coi tí nhá. À, cháu này là được gần 4 tháng quý vị ạ. Nay cháu gần 4 tháng rồi đấy. Wow. Nào ấy. Mà có giờ có hay khóc đêm không anh? Có cứ nói chung quyên là bé thì à. Con lúc thì đúng ngoan rồi. Lắm, con lúc thì đêm em thì ơi, đêm. Em ơi. Ấy lắm. Quần áo người ta cho không ạ? Vâng. Em ơi. Ăn bài mai mình hay nói lắm. Hớt chuyện nửa đêm bắt bố dậy, hớt chuyện xong cái chán nó bắt đầu đi ngủ. Em ơi. Bắt đầu khóc thì nắm nút thì kiểu là nắm nút thì cắt ngủ quẻ ai. Vâng. Bắt đầu là vâng. Người khóc cắt xong cái này. Vâng. Đúng. Mà anh này là coi như toàn là uống sữa ngoài hết đấy anh chẳng? Đấy, còn uống nguyên sữa ngoài. Vâng. Đây. Em ơi. Đang buồn. Bữa thiệt thiếu trong khi bảo trong bữa tiệm về
sữa quý ở dưới chúng sẽ ra tận một để bảo hết là thiếu sữa xuống mua thiếu bán không ạ? À họ nói vậy gì ạ? Vâng, đúng rồi, sữa giờ tốn lắm. À, giờ nguyên một tiền sữa không một tuần là hơn 1 cống. Vâng. Không cống sữa. Mà nó tùy loại đấy anh nhỉ, có loại 1 cống là có loại tới 500-700 anh nhỉ? Không, phải cho bé ăn vừa phải thôi. Vâng, anh biết rồi. Khả năng thì làm sao mà cho, vâng, cho ăn. Sữa Việt Nam thì nó còn 300. Khoảng là 300 mấy thôi. Vâng, là sữa Việt Nam đấy. Vâng. Đúng ra nếu có điều kiện thì cháu nó còn nhỏ là phải uống sữa mắc tiền lắm ấy. Mà à, tại mình tiết kiệm vậy. Không phải tiết kiệm mà giờ mình không có. Giờ mai ăn, giờ mai mốt thì tỉ dụ như là có người hỗ trợ cho được thì cũng đỡ. Không có hỗ trợ cho được thì bố đi tìm tiền cho con ăn. Không có thì cho con ăn đấy. Đấy, như vậy là có tiệm sữa họ nói là hết không có tiền là bán thiếu cho đúng không ạ? Chứ họ không nói là nhiều bán thiếu cho đấy mà không biết là người ta có cho ăn không. Vâng. Để hỏi thử vậy. Quý vị ạ. Cháu tại nhỏ đúng là phải uống loại sữa, xin lỗi quý vị, nhưng mà cho nó bảo đảm cho cháu ấy, thay sữa mẹ ấy. Vâng. Nhiều người là bán rượu chung. Vâng, vâng. Đấy, hôm bữa ăn bảo có người xin về nuôi đó, ăn dọc. Vâng, có người ở ấy, hai chị ở Đà Lạt. À, mãi Đà Lạt xin luôn. Bảo chứ là cho bé qua bên nước ngoài luôn. À. Thôi bây giờ giá phải xin mà bé nó chưa ở với ngày nào ấy. Vâng. Thì ở thì được, nhưng mà bây giờ bé nó đã ở bao nhiêu tháng nay rồi. Vâng. Giờ đi. Và giờ vừa nhớ mẹ còn vừa nhớ con nữa sao chịu nổi. Vâng. Và thôi mấy chị cũng thông cảm, mấy chị có mấy chị hỗ trợ cho bé. Vâng. Vâng, đấy quý vị. Thông cảm được tí vậy. Vâng. Thôi, cứ cầu xin cho chị phù hộ cho cháu nó bình an mạnh khỏe này, với lại cái sữa thì cũng hy vọng là trước sau thì may ra có ân nhân nhiều khi họ giúp đỡ ấy. Tại vì xã hội cũng còn nhiều người có điều kiện lắm mà họ giúp đỡ cho mình, cho cháu nó có sữa nó uống đầy đủ. Và rồi vậy anh cho cháu về đi anh, giảng thì cháu nó ốm sẽ che dù. Vâng. À, gửi cháu bên nhà bà Thím, ban ngày anh đi làm thì bà Thím coi dùm quý vị này, tối thì anh ngủ với cháu quý vị ạ. Mấy này như quý vị thấy là ăn chăm con, đêm con nó dậy đấy. Một giờ đêm không ngủ được thì quý vị biết cũng khó khăn, đã khó khăn rồi đấy quý vị ạ. Ban ngày phải đi làm mà đêm chăm con nó khóc thì cũng khổ lắm ấy. Mấy này anh có việc chứ còn những bữa trước thì cũng chẳng có việc để làm đấy quý vị ạ. Tình hình của anh hiện tại là con thì vẫn phải nhờ bà Thím bà nuôi dùm ban ngày. Nuôi dùm tức là coi dùm thôi, còn ăn uống sữa cho cháu quý vị thì vẫn phải lo. Cháu nó càng lớn thì nó càng ăn nhiều sữa, uống nhiều sữa hơn quý vị ạ. Mặc dù là ăn là uống sữa cho cháu loại trung bình thôi quý vị ạ. Cháu nó nhỏ tuổi thì đúng ra phải xài cái loại sữa tốt. Sữa tốt thì ở đây thì cũng khó nói chứ nào là sữa tốt quý vị ạ. Mà thông thường sữa tốt thì chắc là hay ở bên nước ngoài nhập về thì 500-600 ngàn một cống ấy quý vị ạ, thì nó bảo đảm cho cháu hơn. Tôi xin lỗi quý vị vậy, nhưng mà hiện nay anh đang xài có lại có 300 mấy là trung bình thôi. Thì hiện nay anh nuôi cháu thì cháu nó càng lớn thì uống sữa càng nhiều cũng tốn. Thì có tiệm sữa, có tiệm sữa thì họ hứa tiệm sữa quý đấy họ ăn nhập, họ cũng nói là hễ mà không có tiền ra thì họ bán thiếu cho quý vị ạ. Đấy là tiền về cháu. Còn ăn nữa là tình hình là về cái lo phần mộ cho chị ấy. Là đúng ra thì để anh nói lại cái âm thanh biết thâu tiếng rõ không, mà phần mộ thì đúng ra anh chính làm cái mộ có 10 mấy triệu quý vị ạ. Nhưng mà 10 mấy triệu đó thì cái người làm mộ thì họ lại nói là làm mộ như vậy thì sợ có thời gian sau nó sẽ bị nứt hay nó sùi ra mấy cái mép nó long ra này kia ngắn nối quý vị, nó không có đẹp, sợ đây sau này cũng lại phải sửa ấy. Rồi họ tốn tiền hơn nữa. Và lại còn tốn tiền với lại còn đập đến mồ mả thì nói chung không ai muốn mấy cái gì ạ. Phong tục của gia kiệm mà nói chung mình thì, hay là người Việt Nam thì cứ thích màu yên mả đẹp với cái gì. Cho nên họ hứa là họ lo cho họ bớt cho 20 triệu. Ăn làm cái mộ 30 mấy 50 mấy triệu thì họ bớt 20 triệu rồi thì còn 30 mấy triệu. 30 mấy triệu đấy thì bây giờ ăn mới giải được có 10 triệu cái gì ạ, là lại nợ 2 mấy triệu đấy cái gì ạ. Nó khó nghĩ vậy, đây là bởi vì anh cũng chẳng có điều kiện, nhưng mà
Do là người ta cũng góp ý vậy đấy, rồi một phần nữa là cũng muốn cho chị có cái mồ yên mà đẹp với quý vị, cho nên cũng lại nợ về tiền mộ. Còn về công việc thì mấy nay anh cũng đang đi làm lại được khoảng anh rằng và mấy lấy được trước thì đi làm được có nửa buổi, mệt quá đi về nhà nghỉ. À đấy, quý vị thấy là anh đi làm tại vì thức đêm dẫn nhóc này thì với cho bé ăn này kia nọ, nhiều khi và mệt mỏi quá đâu là nhiều khi đi làm thấy nó mệt mỏi quá đâu là đấy, cố gắng để đi làm để kiếm tiền để cho bố con ăn thôi. Và nên vậy chứ thôi, cố gắng đi làm để kiếm cái tiền để xài. Hôm nay thì Khánh cũng mất cái máy kia đang hư quý vị ạ, mà anh mất cái mic không biết anh nói có rõ không, nhưng mà đại khái là có khi anh đi làm có nửa buổi anh về đấy quý vị ạ. Là nửa buổi là bởi vì quý vị thấy chăm con buổi đêm đấy, ban ngày đi làm đêm chăm con mà cháu nó quấy tới 1 giờ đêm đấy thì không có sức, rồi chưa kể trong đầu óc ấy kinh tế rồi nhiều thứ nó làm cho hắn ấy, mới lo cho chị 100 ngày nữa cho nên chi phối lắm, nhiều khi cũng không yên tâm đi làm. Chắc quý vị cũng biết hiểu tâm trạng của anh đấy. Thôi thì để ngắn gọn với quý vị thì anh ạ, à, em thì thôi mình đi là mình cũng may mắn là có gia đình bác cuối ấy, bác cuối ở bên Mỹ, bác cũng có biết về phim, cũng may cũng biết sao bác xem phim. Bác ngày xưa bác ở Kim Thượng thì con cũng làm người bác lắm. Cũng may mắn là bác có gửi giúp anh 300 đô để mua sữa cho cháu ăn này. Và đây anh, bác gửi cho Khánh cũng mấy tuần nay rồi mà hôm nay cái đặt để mang lên ăn đấy. Đây anh nhận đi rồi, anh cảm ơn gia đình bác Quế nhá. Bác à, Cuối. Và gia đình cũng có lời cảm ơn bác Cuối ở bên ngoài và giúp đỡ cho bé tiền sữa. Và cảm ơn rất nhiều. Và hai bác cũng lớn tuổi đây nè, nhưng mà cũng gọi là phải nói là cũng xúc động này, cũng dành dụm này để gửi giúp mình vậy đấy. Bữa đi xuống dưới Bạch Nam mua 2 chậu hoa cho vợ, xong cái bà bán hoa, cái bà vào kia nhìn chú quen, à, xong cái hồi cái có phải chú là ở trên Đức Mẹ chú giúp không? Vâng, dạ vâng. Xong cái bà kia bữa tôi nhìn thấy trên Zalo là thấy chú vợ chú mới mất. À. Vâng, trong cái bài như vậy em bé khỏe không? Vừa hỏi em bé khỏe không, em bé khóc rồi và khóc. Và khóc không chứ không, là chú lấy chỗ hoa nào thì chú lấy đi, thì tôi cũng sẽ có ăn để xin được vợ thì có ý nghĩa với gia đình. Và những cái mình bác này mình truyền cho bác lấy và cứ đưa bảo đưa về thì đưa về xin được vợ. Vậy là mình bảo chứ không có nào thì đã có gửi cho bé ít tiền sữa mà cảm ơn bé nhiều. Mà đấy quý vị ạ, cũng nhiều người cũng có điều kiện hay là không có điều kiện mà biết hoàn cảnh của anh thì cũng xúc động. Vừa nghe cái đàm bà vừa nói là vừa nói lại khi là vợ thì chết con được 2 tuần tuổi mà đã khóc luôn. À đấy, và khóc trong cái hồi thì em cầm kỹ nắm lên vậy rất trực thấp với bạn cũng bữa mấy lần mấy tháng rồi có mấy đứa cháu nó nên nó thấy vậy thấy tội rồi mà bắt đầu thì vô cái nhà cắm nhang đâu cũng bên đang ở bên kia chăm con bé mà hồi cái con gọi về và chứ có người vô thăm họ thăm gia đình à. Cái hồi cái vô cái què và cháu nó hỏi chú đang ở bên nhà bé nó hòa tóc hòa tóc thì chú khóc chào. Nghe nói em gần tôi mất tiếng, bên kia họ làm gì nó ổn quá mà mất tiếng thành. Vâng thì thôi anh ạ, thì nó thực sự ra cuộc đời thì nó cũng có nhiều lúc vui mà cũng như lúc quá buồn, có nhiều hoàn cảnh đấy anh. Nhưng cảm thấy chị ở đây đấy cũng thấy nghĩ thấy cũng thương. Rồi thôi anh cũng không biết đấy là trên thế giới nó có nhiều cái chuyện đau buồn lắm. Nhưng bây giờ Hàn Quốc đấy quý vị, rồi bên Ấn Độ hay là hoàn cảnh rất nhiều thương tâm lắm thì thôi mình cố gắng hy sinh vậy. Biết đâu thì chị phù hộ cho các cháu nó lại mạnh khỏe rồi sau này nó lại thành tài nhá. Bố con thì tối nào cũng đọc kinh và đọc hết 100 ngày được, và cháu bây giờ biết sao ông ấy con trai bây giờ nhiều khi là nó đua đòi ra đường đua đòi vâng. Là thôi tối nào cũng tổ chức cho con nó đọc kinh căn giờ viết thì cho con nó đọc kinh vâng đấy thì, anh thì ạ. Cho cái sắp xếp cái chung là những lúc mà vợ còn sống những vợ chết nữa vâng cũng no cho con cho cái vâng thì tổ chức cho con cái được tốt đẹp như mọi người ta vâng cho nên cứ hy vọng vậy anh ạ. Mà có khi cũng đúng vậy ấy, tại như Khánh đây ba mất thì cũng nhà 8 anh chị em mà ba mất ấy, còn mấy anh em cũng khổ lắm, nhưng mà cứ từ từ bố phù hộ cho nó lại thành tài, nhiều khi nó lại là cái động lực để phấn đấu ấy.
đúng với bà chú này nó nhỏ hơn đọc kinh nữa, nhưng mà bà cũng tối nào cũng bố con ra bố con đọc kinh cho mẹ. Vâng. Thì mẹ được phù hộ cho này cho ba bố con có tới đây đi chơi đi. Vâng. Thì được êm ấm, được khỏe mạnh. Vâng. Thôi thì cắn đến thăm ăn tí vậy thôi, cũng hy vọng khi khán giả ở trong ngoài nước, người địa phương, người gia kiệm mình ấy lâu lâu cũng nhớ gia đình đến ăn đây, giúp các cháu tí tiền sữa quý vị ạ. Đấy là chủ yếu là tiền sữa hàng tuần thôi, một tuần là 300 mấy rồi, có khi mai kia còn hơn. Rồi chưa nói đến bế mô con công an việc làm, chưa nói về tiền mộ cho chị, hay là nói về sửa nhà cửa khang trang ăn giặc. Nói chung nó còn một chặng đường dài. Bây giờ trước mắt bây giờ lo ăn uống ba bố con chứ bé kia thì con cũng có gì như là cũng nhờ mọi người giúp đỡ cho cũng được một phần là đó rồi. Cảm ơn tất cả mọi người cũng có cho bé được xì sữa ăn. Cảm ơn tất cả mọi người. Vâng, thôi vậy Khánh cũng cảm ơn gia đình bác Quế nhiều ạ. Bác Quế đã ở xa xôi nhưng mà bác đã biết đến hoàn cảnh của anh chị đây ấy. Thôi Khánh cũng xin hai anh em cũng cảm ơn gia đình bác Quế, cảm ơn quý ân nhân luôn. Khánh chúc quý vị luôn bình an, vui vẻ và cuộc sống có nhiều nhiều điều may mắn cũng như là mọi sự như ý. Nên mình chào quý khán giả. Cảm ơn. Vâng. Chào.